sẽ đảm bảo cung ứng đủ thuốc Tamiflu cho nhu cầu điều trị cúm cho người dân hiện nay. Tuy nhiên đây là loại thuốc cần bác sĩ chỉ định kê đơn, người dân không tùy tiện dùng có thể gây nguy hại cho sức khỏe. Theo cục quản lý dược, thuốc Tamiflu được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam và không phải thuốc phải kiểm soát đặc biệt. Thị trường, thuốc Tamiflu được nhập khẩu trong năm 2018 để cung ứng cho các đơn vị sử dụng, trong đó chủ yếu tập trung cung ứng cho các cơ sở khám chữa bệnh Hiện qua giả soát về số lượng nhập khẩu, khả năng cung ứng thuốc Tamiflu là đủ để cung ứng cho nhu cầu sử dụng thuốc trong bối cảnh hiện tại ở Việt Nam. Tuy nhiên, các đơn vị sử dụng cần chủ động dự trù, đặt hàng dự trữ tồn kho với các cơ sở kinh doanh xuất nhập khẩu để có kế hoạch cung ứng thuốc kịp thời. Tránh trường hợp khi không có dịch thì không có dự trữ, đến khi có dịch thì lại không kịp nhập khẩu. Thuốc Tamiflu và các loại thuốc khác có chứa hoạt chất Ocetavivir là thuốc kê đơn khi cấp phát, bán lẻ và sử dụng phải có đơn thuốc nếu sử dụng không theo đúng chỉ định của người kê đơn thì có thể nguy hiểm tới tính mạng và sức khỏe